mạnh hai, trời ơi anh hai chỉ nói trời ơi, tại lúc đó tại vì em mình không nói, ta quay lên cả một cộng đồng ai cũng biết lo khổ con mình anh hai mù không thấy được. Con mình anh hai là người mù à, quý vị biết không, cái anh Vũ Hán anh mù anh không thấy đường. Lúc đó thời điểm khổ đó sao em muốn nói với anh hai, tại anh hai lúc đó anh đuôi anh đâu có thấy đường đâu, anh cả cộng đồng ai cũng biết lo ăn mì lo đói lo khổ chứ có mình anh hai không thấy à. Công nhận thiệt chứ, lúc đó giả bộ mù hay sao, lúc đó cái đang dở cải lương đóng dây mù. Đóng dây mù. Chào chị Thợ Nhân, chào anh ba Sài Gòn. Chị Thợ Nhân nói quá đúng luôn, thấy thương Ni quá, rất sai lầm Vũ Linh. Trời đất ơi, khi mà nghe cái clip này thật ra tất cả công chúng rất là bất bình quý vị, bất bình lắm. Mà buông tay Ni thì sẽ bơ vơ đúng, tại vì cái tình yêu thương của họ rất là nhiều. Vũ Hán nhảy vào lập công đúng rồi, lập công đó quý vị, lập cái công đó, lập công trở thành công công luôn đó. Thương Nguyên Vũ với Ni quá. Ừ, tội nghiệp bởi vì cái người chánh đó quý vị đang bị cái sự công kích lớn lắm. Công kích mà không phải công kích từ cộng đồng, công kích không phải là vì công chúng, mà công kích do cái nội bộ họ muốn thanh trừ. Quý vị thấy không, y như một cái xã hội nè, hãy thằng nào làm tốt là tao thanh trừ mày đi, thằng nào tốt là tao giết mày, tao diệt mày vậy đó, y chang giống như cái nội bộ nhỏ xíu vậy nè. Tao nói bằng cầm tay nè, quý vị thấy đâu, vợ chồng Đinh Tý không cần nói mà ai cũng yêu thích, tại vì họ không muốn nói gì trơn, tại vì họ nhìn thấy mà ai cũng là cái người giúp lo, người ta để ghi nhận. Nhỏ hai vợ chồng chỉ lên kiểu kiểu vui chơi chứ nói gì, như hai vợ chồng Huy Sang nè, người ta giúp cho lo nghe mà người ta cũng đâu có nói gì, là cũng giống như Ni vậy đó, người ta đồng hành với nhau người ta cũng chả nói gì, mà chỉ có mấy ba mấy má là thích nói. Mắc mệt ghê luôn. Nói tiếp đi em. Dạ chị Chuẩn, em nghe chị nói mà bỏ đi chợ luôn rồi, trời ơi tội nghiệp quá, thôi đi chợ cái đi về để chồng bính chết luôn á. Thì giống như Hồng Loan mà giấy tờ sắp xong, cái giấy tờ đó ai, tức là Ni cũng hiểu về luật pháp, giấy tờ đó là chồng của Bum sẽ đi làm, tới ngày hôm nay đã sang tên hết cho Loan rồi, nhà cửa giấy tờ sang hết rồi quý vị, sang hết giấy tờ cho Loan rồi nghe, Loan đứng tên hết giấy tờ rồi nghe, là nó hợp lý trùng cùng một lúc luôn. Chẳng qua thấy bức xúc thì ngứa miệng vậy mà. À, bức xúc là ngứa miệng, là ai ngứa miệng, em ngứa miệng hay cũng được. Tiếng nói công tâm và tốt rồi chị Thợ Nhân ơi. Gì con? Con tải em được không? Cái đó tải không được, để trưa ngoại tải cho con chơi. Nè, con tải rồi nè. Ô vậy là ốc rất là giỏi. Nhìn chị cũng đẹp mà sao chị nói khó nghe quá, không thích nghe thì đi ra. Trời ơi, bộ đẹp là đâu phải khùng. Mẹ ơi, chạy được rồi nè. Ờ, con giỏi. Cỡ mà bông hậu đẹp cỡ đó mà nói chuyện mà chửi rồi còn nghe được, mà tôi nói chuyện gì nghe không được thì chắc lỗ tai bạn có vấn đề rồi, hiểu không? Tôi nói chuyện rất là dễ nghe, nói chuyện từng câu từng chữ rất là dễ nghe, chứ có ngọng nghịu gì đâu mà không nghe được. Mà nếu mà không nghe gì thì vô đây nghe làm chi cho nó mệt với em. Bộ đẹp rồi không có nói chuyện, đâu phải mà nói ngọng, nói điên, nói đía, nói tiếng Pháp, tiếng Anh gì đâu mà khó nghe. Nói tiếng Việt rõ ràng. Họ trước có đi học tiếng Việt không? Tiếng Việt mà không biết thì đừng bao giờ đi học tiếng Việt, thì không biết thì đừng bao giờ đi học cái tiếng nhiều người và cái tiếng chính nghĩa nha. Gia đình Loan hợp lại thì tiếp tục cho Hồng Loan cuộc chiến đến cuối cùng. Họ đã đoàn kết lại rồi. Đoàn kết thì chết hết. Phe còn còn. Đoàn kết thì chết hết. Nha. Chia rẽ thì chết lẻ tẻ thôi. Vậy đó. Thợ Nhân, sao con không kiếm việc gì? À, sao con không kiếm việc gì làm, ngồi đó nói hoài vậy, hoài vậy? À, tại vì biết sao, con đang rảnh mà, bữa nay chủ nhật mà. Thợ Nhân, sao con không kiếm việc làm? À, tại vì tao nói cho bác nghe, tại vì tao không có việc làm. Chừng nào có việc làm, ông có việc làm nào cho tôi mướn tôi làm đi nha, mướn tôi làm đi, chừng nào tôi có việc làm. Mà không, đây là cũng là cái việc làm mà, đây là cũng việc làm để cho mọi người đều vui, mà bản thân tôi cũng vui, mà để cho ông được nghe luôn nha. Tìm sự thật, ông tìm sự thật hay ông tìm sự giả dối? Ở đây ông tìm cái người, cái sự thật thì ông đừng bao giờ ông nói chuyện tầm bậy nha. Công công lo nuôi trai đẹp, chị ơi trời ơi, ổng là lưỡng tính, trai đẹp cũng nuôi, gái đẹp cũng nuôi nha, lưỡng tính. Người lưỡng tính. Bà chị đúng thì nói nhỏ thôi, trời ơi, bởi vì đúng đâu dám nói to, nói nhỏ nhỏ vừa có khoảng chừng hai mươi mấy ngàn người nghe thôi, không có nói nhiều. Tại con mắt ổng nhỏ xíu à chị, ổng đâu có nhìn thấy em của ổng khổ. Ừ, ai cũng nhìn thấy, cả một xã hội ai cũng thấy nhỏ ăn mì, nhỏ khổ, nhỏ vất vả, nhỏ không có tiền, nhỏ chạy chiếc xe đèo đi nuôi ba, mà con mình nó không thấy à. Mà lúc ông xong chuyện ông lên nói chuyện đúng rồi vậy. Nhiều khi mình cũng mắc cười chứ hả. Nhân ơi,
đừng phân tích nữa, để cho anh em họ yên tâm lo cho Loan. Trời ơi tôi lại ông mà, bây giờ tôi không phân tích phân gì, yên tâm hay không ăn tim mà. Giờ tôi có phân tích cho nữa, có yên tâm hay không yên tâm là cái chuyện lo cho Loan, là cái chuyện của trách nhiệm và nghĩa vụ của luật pháp tới ngày hôm nay, và cái trách nhiệm nghĩa vụ của tất cả công chúng, chứ không phải nằm vào cái vị trí của cái gọi là cái ông gì, cái ông Vũ Hán nữa. Giờ chỉ tập trung và bảo vệ Ni thôi nghe, chứ còn mấy người đó là không có là cái đinh gì hết. Vũ Lưng chỉ nuôi trai đẹp thôi, Lưng lập công thì không cần bỏ công bỏ giúp gì, biết vụ lợi bỏ công chi, nói chuyện 3/7/21 là được, tại mình ngồi nổi tiếng mà. Em thấy thương anh Sang nhất, ồ Sang được lắm quý vị, hai vợ chồng từ dưới Long An ta chạy lên, hai vợ chồng tư lắm, với hai vợ chồng Linh Tý, hễ Loan có chuyện gì là Linh Tý với lại anh Vũ Tuấn họ chạy qua lại liền đó. Cái đó mới là cái người họ kề cận cùng nhau để bảo vệ cái chính nghĩa. Còn mấy ông vô, mấy ông gì cái lợi ích của mấy ông không, mấy ông vô để làm khỉ gì. Chị nói chuyện dễ thương quá, cảm ơn. Không đâu chị, nói bà Lê á chị, nói bà Lê hả? À, cái câu đó là chị ấy nói bà Lê á chị. À, câu đó là bà Lê hả? Em rất ủng hộ và đồng quan điểm và suy nghĩ cùng chị, cảm ơn. Lúa chín lúa triệu đâu, triệu đâu, chị Ni làm ra việc gì hơn? Nó là cách xử sự, lời nói rất chuẩn mực. Đúng rồi, người ta là người lớn mà, người ta là người của xã hội mà, cái người của xã hội chứ không phải là một cái người mà nổi tiếng. Giờ vậy mọi người phân tâm chuyện quản lý của sở ảnh hưởng. Ủa sao mà phân một mình tôi thì không có sự ảnh hưởng đâu quý vị. Tại vì sao? Cảm ơn Trang. Đối với tôi không có là cái đinh gì của xã hội này hết, mà để cho họ phải phân tâm. Tôi không phải là người nổi tiếng mà để lên tiếng nói để cho phân tâm. Nhưng tới góc nhìn của tôi phải nói cái điều đó. Tại vì một cái người làm sai, một cái kẻ tiểu nhân đứng sau lưng người khác, phải lấy dao phải đâm sau lưng người khác, mà trong cái nội bộ mà đi thanh trừ như vậy, đó một cái kẻ tiểu nhân. Vài bữa coi chừng hạ độc Ni giờ. Cuối tuần vui vẻ. Dạ cảm ơn Minh Hiếu. Ai vô nói xàm lóc, lóc hết. Ni dù giận, tại vì giận nhưng mà vì thương lo, người ta cố gắng như vậy thôi, chứ trong cái tâm người ta rất là hận. Trời, hận một cái nàng hậu rồi bây giờ, giống như đúng mà quý vị thấy đúng không? Mà họ lên họ nói không có đúng gì vậy. Mình với Phương Lê chứ bây giờ nhắn tin như nhau, điện thoại nhau bảo vệ thôi. Trời, nghe tôi mắc nhục. Bởi vì như vậy nó mới xứng với cái tầm đó. Tôi gọi là gió tầm nào thì mây tầm đó quý vị. Là công công với mẫu, đúng rồi, công công với mẫu hậu nè. Bị BH mới đúng rồi, đúng là mình nói vậy đó bạn. Tôi nghe ghét câu 100 chuyện Hồng Loan cũng điện thoại hỏi anh hai. Trời ơi, ổng làm gì, ổng là gì? Bởi vì Hồng Loan nó đâu có gọi, không có gọi cái nói nè. Bởi vì cái chuyện gì nó làm nó đâu có hỏi tới anh hai đâu. Anh hai mắc trăm công ngàn việc, bây giờ kể quý vị thấy kể không? Bởi vì cái thứ hạ tiện, hạ tiện chửi thẳng luôn cho rồi, khỏi chửi lòng vòng cho nó mệt. Chị phân tích rất hay, mới đi làm về nè, điện thoại nhà vô tắm rửa vừa tắm nghe. Ờ vậy đó hả Thiên Binh? Ông thấy cộng đồng, ờ bây giờ tắt giờ, bây giờ nè cộng đồng mạng bắt đầu mới xin lỗi Ly Ni. Ông biết thế nào cộng đồng sẽ quay đầu với ông. Hồi bữa cái vụ mà ông Binh là bông hậu là ông mà bị giải chết rồi, bắt đầu Ni ra đứng ra để bảo vệ là gia đình mình, bắt đầu má Thanh chạy ra để bảo vệ, đây là gia đình mình, mãi mãi là gia đình đó, là má Thanh cứu ông một trận rồi. Để xem trận này má Thanh lên tiếng nói gì nha quý vị. Không biết thằng anh hai mắc cỡ không? Không, chắc ổng mắc ỉa thôi chứ giờ không có mắc cỡ đâu quý vị. Nhìn thấy là mắc ỉa rồi chứ không còn mắc cỡ nữa. Chị ấy biết cách đối nhân xử thế. Đúng rồi, biết đó. Nhờ drama này mà kênh ổng đạt nút vàng. Ừ, đó đúng rồi đó, đúng rồi đó, quyền lợi không? Em phải nói chị là mọi người phân tâm. Trời đất ơi, mọi người sao phân tâm? Cái mọi người quan trọng là cái chính trong nội bộ mình, tới chuyện mọi người phân tâm mà phân tán đâu có quan trọng đâu Lê Phong, không có quan trọng. Quan trọng trong nội bộ, đừng thanh trì thì đừng công chúng, đừng không có lăng tăng nha, không đừng có đổ thừa tôi, tội nghiệp tôi lắm. Em nể nhất Bình Tinh. Nói chung là Bình Tinh là cái người họ không nói, tại vì họ biết người ta nhỏ mà người ta có võ, người ta biết cái đâu là nói, cái đâu là, nói chung là người ta hiểu hết, người ta âm thầm người ta làm đó,
như cứu người chị Vũ Linh ai? Con ve nó có lo đồng nào không? Bình tĩnh lo. Tại sao công chúng không biết? Tại vì Ni đi hỏi thẳng ông bác sĩ. Tại vì tất cả những người nói Ni không tin, hỏi thẳng bác sĩ. Bác sĩ nói mà. Nhất là Mitsu à, bà Mitsu Messi kệ bà, mà nói mấy người kia kìa. Không, ai tôi cũng nói hết trơn á. Tại vì bạn ở đây, bạn anh không được quyền dẫn dắt em phải nói người này kia. Em biết nói ai và em không nói ai, và biết cái nào đúng cái nào sai trên cái diễn đàn của em. Chứ anh không phải là cái người đứng phía sau em để kích em bởi nói người này người kia. Em không phải là cái sự ảnh hưởng để phân tán trong nội bộ của họ, mà cái nội bộ của họ tự phân tán với nhau nha anh. Còn trẻ mà cách nhìn vậy chứ sao, tại người ta lăn lộn ngoài đời ngoài xã hội rồi, đúng không? Ổng tự xưng là ai da đó, ổng mà ai da, ổng bây giờ là u da luôn. U da, u da, chị nói hay quá. Thứ hai, dòng máu là xài không được. Máu đó là máu đó sao xài được? Cái người mà giúp cho mình ngày hôm nay lại đi lên trên diễn đàn mà nói xấu con ta đó, cũng là cái hình thức nói xấu, không đúng đó. Thương chị Ni nhất, ok, cảm ơn quý cô chú anh chị bà con rất là nhiều. Thôi giờ cũng 8 giờ gần đến 9 giờ rồi cô chú anh chị ơi. Cho em xin phép để xuống like, để em đi ăn sáng đây, hôm nay là ngày Chủ nhật. Em xin chào tất cả cô chú anh chị ông bà trên cái đường like của Thợ Nhân. Luôn chúc ông bà luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, là luôn luôn hãy bảo vệ cái công bằng và cái chính nghĩa, và luôn luôn ủng hộ những cái chính nghĩa đó. Nếu em nói sai, cô chú anh chị được quyền chửi em, và mình cho phép, không phải là cho phép, cô chú anh chị chửi thì không có dặn cho phép. Thích thì cứ chửi em thẳng đi, em nói sai cứ chửi thẳng em, tại vì em không buồn. Nếu mà cảm thấy em là người sai, em không phản tố. Nếu em cảm thấy em không sai là em phản tố nha. Luôn ủng hộ cái lẽ phải. Cái lẽ phải gì chứ sao, cái lẽ phải ai ủng hộ? Cái phải là mình phải ủng hộ chính nghĩa chứ không phải là lẽ phải. Em luôn luôn dạ cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều, luôn luôn ủng hộ Thợ Nhân cũng giống như ủng hộ những cái tiếng nói chính nghĩa, và luôn luôn ủng hộ Hồng Loan, luôn luôn bảo vệ cái chính nghĩa này, và luôn luôn đồng hành cùng Hồng Loan đi đến một cái chặng đường cuối cùng cùng với Ni. Theo đúng ra những cái câu chuyện này mình xếp qua mình nói nhiều cái chuyện khác. Có rất nhiều cô chú anh chị yêu cầu mình nói rất là nhiều cái câu chuyện drama khác. Nhưng mà mình thấy tại chưa đến lúc, tại vì cái câu chuyện của Loan này cần phải có tiếng nói để bảo vệ cho em ấy. Tại vì em ấy đang bị thân cô thế cô nha quý cô chú anh chị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể tất cả cô chú anh chị có mặt trên đường live của Thợ Nhân ngày hôm nay.